Huỳnh Như khiến đồng đội phát cuồng ở Bồ Đào Nha. Tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng với cú đúp và một kiến tạo ngay trong trận đấu đá chính đã khiến các nữ cầu thủ của Lan Fan Club Villaverde sung sướng. Lần đầu tiên được đá chính sau 5 trận dự bị, Huỳnh Như cho thấy lý do vì sao cô được Lan Fan Club theo đuổi gần 3 năm qua. Tiền đạo sinh năm 1991 góp dấu giày trực tiếp giúp đội bóng của Bồ Đào Nha hòa 3-3 trước Famalicão ở vòng 6. Sau trận đấu, Huỳnh Như được chọn là cầu thủ hay nhất trận. Màn trình diễn không thể nào chê của cô gái Trà Vinh khiến tất cả bị thuyết phục. Phần thưởng của cô không chỉ là danh hiệu cá nhân mà là sự công nhận của giới chuyên môn. Lan Fan Club đã có một trận đấu đầy khó khăn trước Famalicão trong trận đấu sớm diễn ra lúc 20 giờ, giờ Hà Nội. Liên tục bị đối phương dẫn trước khiến các nữ cầu thủ áo xanh lá cây luôn trong tình trạng phải rượt đuổi tỷ số. Đội bóng ngoại ô thủ đô Lisbon không bỏ cuộc và liên tục ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy cho đến trước khi Huỳnh Như ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở giải Bồ Đào Nha. Thế bế tắc vẫn bao trùm lối chơi của huấn luyện viên Daniel Pacheco. Các phương án tổ chức tấn công và dứt điểm không đạt hiệu quả cho đến phút 46. Một cầu thủ Lan bị đối thủ phạm lỗi trong vùng cấm. Trọng tài nhanh chóng cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Huỳnh Như được giao trọng trách thực hiện quả sút 11m của Lan Fan Club. Không cần quá nhiều đà, cầu thủ mang áo số 11 tỉa bóng vào góc phải và bóng trúng cột dọc trước khi dội ngược vào lưới. Huỳnh Như ăn mừng phấn khích như thể cô đã chờ ngày này từ rất lâu. Cảm xúc tưng bừng của tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng cho các đồng đội. Cả dàn cầu thủ dự bị cũng lao vào sân ăn mừng cùng cô gái châu Á. Huỳnh Như tiếp tục duy trì cảm giác thi đấu tốt để ghi bàn thắng thứ hai. Phút 72, tiền đạo tuyển Việt Nam di chuyển thông minh để đón đường tạt bóng bóng tầm thấp bên cánh phải trước khi dứt điểm một chạm. Đến phút 75, số 11 vượt qua sự kèm cặp của hai cầu thủ đối phương, rồi chọc khe thông minh để số 9 Malu dứt điểm gỡ hòa 3-3. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với màn thể hiện này, Huỳnh Như cho thấy khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh ở Lan Fan Club. Cô cũng cho thấy huấn luyện viên đã đúng khi tin tưởng cho mình thi đấu ngay từ đầu. Như có thể sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở những vòng đấu tiếp theo. Thể thao bóng đá Việt Nam. Huỳnh Như khiến đồng đội phát cuồng ở Bồ Đào Nha. Mai Anh Lan Fan Club Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022 5 giờ 30 phút, GMT 7, tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng với cú đúp và một kiến tạo ngay trong trận đấu đá chính đã khiến các nữ cầu thủ của Lan Fan Club Villaverde sung sướng. Huỳnh Như ghi bàn Anh 1. Lần đầu tiên được đá chính sau 5 trận dự bị, Huỳnh Như cho thấy lý do vì sao cô được Lan Fan Club theo đuổi gần 3 năm qua. Tiền đạo sinh năm 1991 góp dấu giày trực tiếp giúp đội bóng của Bồ Đào Nha hòa 3-3 trước Famalicão ở vòng 6. Huỳnh Như ghi bàn Anh 2. Sau trận đấu, Huỳnh Như được chọn là cầu thủ hay nhất trận. Màn trình diễn không thể nào chê của cô gái Trà Vinh khiến tất cả bị thuyết phục. Phần thưởng của cô không chỉ là danh hiệu cá nhân mà là sự công nhận của giới chuyên môn. Huỳnh Như ghi bàn Anh 3. Lan Fan Club đã có một trận đấu đầy khó khăn trước Famalicão trong trận đấu sớm diễn ra lúc 20 giờ, giờ Hà Nội. Liên tục bị đối phương dẫn trước khiến các nữ cầu thủ áo xanh lá cây luôn trong tình trạng phải rượt đuổi tỷ số. Huỳnh Như ghi bàn Anh 4. Đội bóng ngoại ô thủ đô Lisbon không bỏ cuộc và liên tục ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy cho đến trước khi Huỳnh Như ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở giải Bồ Đào Nha. Thế bế tắc vẫn bao trùm lối chơi của huấn luyện viên Daniel Pacheco. Huỳnh Như ghi bàn Anh 5. Các phương án tổ chức tấn công và dứt điểm không đạt hiệu quả cho đến phút 46. Một cầu thủ Lan bị đối thủ phạm lỗi trong vùng cấm. Trọng tài nhanh chóng cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Huỳnh Như ghi bàn Anh 6. Huỳnh Như được giao trọng trách thực hiện quả sút 11m của Lan Fan Club. Không cần quá nhiều đà, cầu thủ mang áo số 11 tỉa bóng vào góc phải và bóng trúng cột dọc trước khi dội ngược vào lưới. Huỳnh Như ghi bàn Anh 7. Huỳnh Như ăn mừng phấn khích như thể cô đã chờ ngày này từ rất lâu. Cảm xúc tưng bừng của tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng cho các đồng đội. Cả dàn cầu thủ dự bị cũng lao vào sân ăn mừng cùng cô gái châu Á. Huỳnh Như ghi bàn Anh 8. Huỳnh Như tiếp tục duy trì cảm giác thi đấu tốt để ghi bàn thắng thứ hai. Phút 72,
Tiền đạo tuyển Việt Nam di chuyển thông minh để đón đường tạt bóng bóng tầm thấp bên cánh phải trước khi dứt điểm một chạm. Huynh Nhu ghi bàn anh chính. Đến phút 75, số 11 vượt qua sự kèm cặp của hai cầu thủ đối phương, rồi chọc khe thông minh để số 9 Malu dứt điểm gỡ hòa 3-3. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với màn thể hiện này, Huỳnh Như cho thấy khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh ở Lan Fan Club. Cô cũng cho thấy huấn luyện viên đã đúng khi tin tưởng cho mình thi đấu ngay từ đầu. Như có thể sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở những vòng đấu tiếp theo. Cú đúp đầu tiên của Huỳnh Như ở Bồ Đào Nha, tiền đạo của tuyển Việt Nam lập cú đúp trong trận hòa 3-3 của đội nữ Lan trước Famalicão ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2022-23 tối ngày 5 tháng 11 giờ Hà Nội.